các bạn nha. Hôm nay thì tiếp tục bấm biển của mình nữa các bạn ơi. Nay mình lại điểm mới. Đây, mình gài đây nha các bạn. Cũng y như cũ thôi. Mở cốc. Đó. Đây. Cốc nha các bạn. Cái mẹt này mình chia mồi giả. Cũng đến cốc luôn. Đá không đá thì mang. Bố trí 3 cái bẫy nha các bạn. Rồi các bạn chờ xem có nói gì không các bạn.
Thank you.
Thank you.